Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Quỳnh Vlog. Thì buổi sáng hôm nay là ngày 3 tháng 9, em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Hồng Loan để cập nhật một số thông tin gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn chị Loan được biết nha. Thì hiện tại bây giờ phía trước màn hình thì cũng có các cô cũng vừa đến nha cô chú. Đó, các cô đến thì cũng vào mua hàng ủng hộ cho chị Hồng Loan buổi sáng ngày hôm nay nha cô chú anh chị, rất là vui luôn. Thì quay trở lại cái câu chuyện của chị đi á cô chú, thì mới đây á là anh nhà báo Song Minh cũng có chia sẻ một cái bài viết nói về chị Hồng Loan và chị Ni nha cô chú. Thì anh nhà báo Song Minh nói rằng á là sắp tới đây á là sẽ cùng với chị Hồng Loan và chị Ni sẽ có một cái chuyến là đi cúng tổ ngờ nha cô chú. Thì chị Ni cũng đã về lại Việt Nam đúng cái ngày hẹn nha cô chú chị, đó rất là vui luôn. Thì tháng 9 này cô chú phải nói rằng là chị Hồng Loan có những cái tin rất là vui luôn. Đó thì sắp tới đây là đến ngày 9 tháng 9 này, chị Hồng Loan và anh Sang và vợ chồng anh Linh Tý sẽ có một cái live show tại cái quán cà phê của anh Bầu Xô Hy Lê nha cô chú anh chị. Đó là hát giao lưu cùng với các cô chú anh chị khán giả tại cái quán cà phê của anh Bầu Xô nha cô chú, rất là vui luôn. Rồi kế tiếp là đến cái ngày 14 tháng 9 nha cô chú, là chị Hồng Loan cùng với anh Sang là cũng sẽ có một chuyến đi cúng tổ ở Long An nha cô chú anh chị. Đó là cùng với anh nhà báo Song Minh nè, với lại là chị Hồng Loan và chị Ni, rất là vui luôn cô chú anh chị. Thì hôm nay cô chú là chị Ni cũng đã là về lại Việt Nam rồi cô chú anh chị. Tại vì sao? Tại vì hiện tại bây giờ là Má Tư cũng có đăng tin này, rồi anh Linh Tý cũng có đăng tin, với lại là chị Hồng Loan cũng có đăng tin luôn. Đó, đăng tin là chị Ni cũng đã về rồi, thì rất là vui. Hiện tại bây giờ thì trước nhà chị Hồng Loan cũng rất là nhiều những anh em YouTube đang có mặt để chờ chị Hồng Ni sẽ đến nhà chị Hồng Loan thăm chị Hồng Loan và gia đình nha cô chú, rất là vui luôn. Một lần nữa thì cũng xin cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị và các bạn trong suốt những cái ngày vừa qua thì cũng lo lắng cho chị Ni về cái vụ việc ở bên Mã Lai ở cô chú, nhưng mà đến thời điểm hiện tại bây giờ là chị Ni cũng đã là về lại Việt Nam rồi, rất là vui mừng luôn cô chú. Thì hiện tại bây giờ cũng có những cái thành phần nó đang đứng về bên phía mẹ con của nhà Cám á cô chú anh chị. Thì nó loan những cái tin lên, nó nói rằng là con Ni mà cô không thể nào mà về lại Việt Nam được cô chú. Ủa sao không thể được cô chú anh chị? Ngày hôm qua thì cái tem không quay xe cũng đã là chia sẻ hết những cái thông tin của chị Ni là về Việt Nam rồi, mà cái nhóm bên nó cũng vẫn là dẫn dắt cộng đồng mạng nó lên, nó nói chị Ni đồ này kia các kiểu luôn cô chú. Thì một lần nữa nha cô chú anh chị, là em xin khẳng định là chị Ni cũng đã là về Việt Nam rồi đó, chứ không phải là như những cái người đó nói sai sự thật đâu cô chú. Hôm nay là chị Ni sẽ đến nhà chị Hồng Loan nha cô chú anh chị, rất là vui luôn. Mấy anh em của tụi em hiện tại bây giờ đang tập trung rất là đông luôn để chờ đón chị Ni đó, chờ đón là chị đại của tụi em về nha cô chú. Như là cái ông đạo diễn ông nói là mẹ của tụi mày chờ đó cô chú, thì cho rằng là tụi em là những cái kênh YouTube nạnh bợ cũng được cô chú, kêu chị Ni bằng mẹ luôn cũng được cô chú anh chị. Đó cho vừa lòng là những cái thành phần bên đó nó nói cô chú, đó cho vừa lòng chưa. Thì sắp tới đây là chị Ni là về rồi sẽ gặp chị luật sư Tuyết Ngọc này, và sẽ là ra tòa giáp mặt với mẹ con của cô cháu gái lần hai tại tòa thành phố nha cô chú. Rồi ở chừng đó là chị Ni sẽ ra trước tòa, sẽ ra kêu rằng là thắng toàn tập nữa cô chú anh chị, đỡ cho cái ông đạo diễn cùi này ổng khỏi lên những cái video, ổng khỏi lên tiếng nói mạnh miệng nha cô chú. Đó, ông nói rằng là hiện tại bây giờ không có còn ai mà sắp tới đây ra tòa là sẽ kêu chiến thắng toàn tập, rồi người đại diện phát ngôn của những cái thằng mó hổn với lại là cái con vô ơn hiện tại bây giờ là đang bị bớ ở bên Mã Lai rồi, chuẩn bị sắp tới là 15 cuốn lịch đồ này kia đó. Bây giờ ông mớ con mắt to ra mà nhìn, ngày hôm qua thì ai cũng đã là có mặt tại sân bay và
mấy anh em cũng đã là đến sân bay đón chị Ni rất là nhiều nha cô chú. Đó, chứ đâu phải là mình cứ mình lên mình đặt điều, mình vu khống, mình nói sai sự thật luôn. Thì quay trở lại cái câu chuyện của chị luật sư Tuyết Ngọc qua cô chú, là ngày hôm qua chị luật sư Tuyết Ngọc cũng có chia sẻ một cái bài viết là nói về cái mỹ phẩm của chị Hồng Loan nha cô chú anh chị. Đó, chị luật sư cũng nói vui, cũng muốn là người làm đại diện cái mỹ phẩm của chị Hồng Loan luôn. Tại vì sao? Tại vì hiện tại bây giờ chị luật sư Tuyết Ngọc cũng thấy cái khuôn mặt của chị Hồng Loan, là cái da cái mặt của chị Hồng Loan rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Thì chị Hồng Loan là dùng cái mỹ phẩm đó, cho nên là chị luật sư rất là muốn làm cái người đại diện cái mỹ phẩm nha cô chú. Sau khi mà chị luật sư lên tiếng nói như vậy á, là ngay lập tức chị Hồng Loan á là có tặng cho chị luật sư Tuyết Ngọc một túi luôn cô chú, một túi mỹ phẩm để về là đánh kem luôn đó, đánh kem buổi sáng buổi trưa buổi tối gì đó là sẽ đẹp da nha cô chú anh chị, chứ không phải là như cái thằng thám tử lùng nó đăng cái bài viết rồi nó nói về cái mỹ phẩm của chị Hồng Loan là nó nói sai sự thật đó. Nghĩ sao cái mỹ phẩm của chị Hồng Loan mà nó kêu rằng á là Hồng Loan buôn bán rồi trốn thớ đồ này kia các kiểu luôn cô chú anh chị, dối dữ chưa, nó biết hết rồi cô chú. Thằng luật sư và cái anh thám tử lùng này cô chú anh chị anh biết hết à, người anh dân khắp nơi luôn cô chú. Đến nỗi mà hiện tại bây giờ là nói đã tìm được người cha ruột của chị Hồng Loan thì cũng lên tiếng rồi đó. Ngày hôm qua thì mấy anh em cũng rất là bức xúc luôn cô chú, cũng muốn là đến nhà cái thằng thám tử lùng này đó hỏi thử cha của chị Hồng Loan tìm được ở đâu cô chú anh chị, mà nó ngạo mạn nó lên trên cái live stream nó nói tìm được rồi này kia các kiểu đó, rất là bức xúc luôn cô chú. Đó cô chú ơi, thì buổi sáng hôm nay là nhà chị Hồng Loan thì mấy anh chị nhân viên là cũng chưa có đến làm nha cô chú. Đó, chị Hồng Loan cũng cho là nghỉ lỡ mấy hôm á. Quán của chị Bùm Bùm thì cũng bán xuyên suốt trong cái kỳ nghỉ lỡ 2 tháng 9 này nha cô chú. Đó, thì buổi sáng trước nhà chị Hồng Loan có sao là em quay em chia sẻ vậy nha cô chú anh chị. Thì cũng mong rằng là cô chú anh chị yêu thương chị Hồng Loan và chị Ni thì cũng cho em xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ nha cô chú. Đó, rất là vui luôn. Hiện tại bây giờ mấy anh em của tụi em thì cũng đang có mặt trước nhà chị Hồng Loan để chờ chị Ni đến nha cô chú. Đến để gặp chị Ni, lâu quá rồi cũng chưa có được gặp chị Ni lại cô chú anh chị, để xem thử chị Ni như thế nào. Chứ đâu phải là như những cái thành phần kia hiện tại bây giờ là nó cứ nó lên nó nôi bóng nôi gió. Đến nỗi mà em của chị Ni là anh Trương Bảo Xuyên á, là cũng đăng tải một cái bài viết lên là đỡ trấn an cộng đồng mạng. Đó là nói rằng á, là cộng đồng mạng đừng có nghe những cái tin đồn của phía bên đó, nó nói sai sự thật hết cô chú. Dạ tôi giờ em cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn em kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Dạ em chào cô chú nha.